trong chương trình Khúc Hát Xe Duyên. Vâng thưa quý vị, và Khúc Hát Xe Duyên là chương trình hẹn hò đầu tiên mà nơi các chàng trai có thể thể hiện tài năng âm nhạc của mình cũng như các tài lẻ của mình để có thể chinh phục được một bạn nữ cực kỳ xinh đẹp và rất dễ thương, và đặc biệt cũng hát rất hay. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen với hai nhân vật rất là dễ thương. Xin được giới thiệu ông Tơ Ba Nguyên. Đó chính là nghệ sĩ Thu Trang và Tiến Quân. Và bây giờ hãy cùng làm quen với các bạn thí sinh nam nhé. Thì bây giờ xin mời mọi người sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để xem một đoạn trailer về bạn nữ của chúng ta. Tôi là một cô gái market, trẻ con, kêu ngạo và bất cần. Tôi luôn tạo cho mình một vỏ bọc của loài nhím để người ta thấy tôi mạnh mẽ, nhưng thật sự bên trong tôi biết mình yếu đuối nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Tôi thích lưu giữ những khoảnh khắc, những nơi mà tôi từng đi qua. Tôi thích đến những nơi yên tĩnh giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp để lắng nghe tâm sự của lòng mình. Người ta nói, người buồn thì đừng bao giờ nghe nhạc buồn. Nhưng tôi không những nghe mà còn hát, vì tôi thấy được mình trải lòng với nó. Vì vậy, người ta gọi tôi là người hát nhạc buồn. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Và bây giờ là thời khắc chúng ta làm quen với bạn nữ nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin mời. Cùng nhau đến với vòng thi đấu đầu tiên, đó chính là làm quen. Bạn nữ chúng ta ơi, trước khi mà mình đặt những câu hỏi dành những anh này, thì các anh ấy muốn biết thêm một chút về em, quan niệm như thế nào về một tình yêu hoặc là một mẫu bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Thì cũng giống như rất là nhiều người, em cũng trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình. Nhưng mà em nghĩ là 3 mối tình này thì chắc chắn là những người đang ngồi ở đây đều đã trải qua. Anh có một mối, một anh dính tới giờ luôn. Mối tình thứ nhất là chắc chắn là ai đi học rồi cũng sẽ có thôi. Dạ, là mối tình tuổi học trò. Và người thứ hai, người thứ hai có lẽ là cái người mà dạy cho em nhiều điều nhất khi mà em mới tuổi bước vào đời. Là thầy em hả? Không. Cái người này giống như là người ta hay gọi là mình biết là sẽ không có kết quả, nhưng mà cái tuổi mà mình gọi là yêu bất chấp, biết là sẽ không có kết quả, và bạn bè hay là gia đình có ý kiến là người đó không tốt đâu, hay là người đó không thể nào mà yêu mày đến suốt đời đâu, nhưng mà vẫn cố chấp quen. Có rất là nhiều lý do để khiến mà lý do cuối cùng mà em không còn yêu người đó nữa, đó là người đó có người khác. Không, chị nghĩ vậy nè, tất cả chỉ là cái duyên. Khi mà một khi mà em hết duyên với người đó rồi và hết nợ rồi, thì coi như là mình trải qua một cái mối tình mà đôi khi lúc đó mình cảm thấy đau khổ. Rồi ngay cả bây giờ em cũng cảm thấy, em nhắc lại em cũng thấy bồi hồi, em cảm thấy đau đúng không? Nhưng mà em đã quay lại. Đơ. Em quay lại. Tụi em quay lại. Nhưng mà khi quay lại thì nó xảy ra rất nhiều vấn đề và người đó hoàn toàn thay đổi. Một cái thứ hai mà sau khi tụi em quay lại đó là em bị đánh. Wow. Thì cái mối quan hệ khi mà em quay lại đó thì nó kéo dài được bao nhiêu lâu thì em quyết định là em sẽ chấm dứt? Khoảng mấy tháng rồi chị, vài tháng, chưa tới một năm nữa. Em không hiểu tại sao cái tình yêu đó em có thể cố chấp đến mức độ mà người ta làm rất nhiều điều tệ với em, nhưng mà em vẫn tha thứ.
Thì lúc đó ngay tới thời khắc mà em chia tay được với người đó là có lẽ là em đã hết nợ người đó rồi. Yeah. Mình cứ nghĩ là mình nợ người ta đi, rồi mình trả hết nợ thì mình đi một cách nhẹ nhàng. Rồi bây giờ mình qua cuộc tình thứ ba của em, cuộc tình thứ hai nghe không có vui buồn gì quá, hết. Cuộc tình thứ hai buồn quá. Cuộc tình thứ ba. Vui nếu nè. Mà nói là cuộc tình thứ hai á là 3 năm thì cuộc tình thứ ba của em chỉ có 3 tháng thôi. Tại vì cái 3 năm đó là bao nhiêu kinh nghiệm dồn vô cái 3 năm đó rồi, 3 tháng là ngộ ra liền là bỏ luôn. Ngộ nhanh hơn, ngộ nhanh kinh nghiệm. Và trong cái 3 tháng đó là 3 tháng cứu lại cái 3 năm đau khổ đó của em. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Mà cái mẫu người đàn ông của em là em cần một người bạn là có phải là biết hát giống em luôn không? Dạ. Có liên quan gì tới âm nhạc không? Nếu mà anh ấy thích hát và cũng đam mê âm nhạc. Ca sĩ luôn ca được sĩ. Không? MC thì, luôn được không? Dạ. Cái đó anh đang mặc áo xanh đó. Dạ. Cái đó chồng người ta chị ơi. Quay trở lại với chương trình nào các bạn. Ông thưa ông nghĩ coi xe hơi xa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với 4 từ khóa nhé. Mạnh mẽ, chân thành, gia đình, nhạc buồn. Wow. Em gái ơi, bây giờ mình chọn từ khóa nào trước nè? Mạnh mẽ đi ạ. Dạ, tại vì á là sau tất cả những gì mà em trải qua, không những là chuyện tình cảm không đâu mà còn những cái vấn đề khác nữa, thì em thực sự là một con bé rất là mất ước. Nhưng mà em phải cố làm sao cho người ta thấy là em không có buồn rầu gì cả. Chỉ khi mà em về nhà, về phòng của em một mình em thôi, em muốn buồn bao nhiêu đó em buồn. Các chàng trai, các bạn đã nghe cô gái đã chia sẻ rồi đó. Bây giờ là mỗi người sẽ giới thiệu tên cho cô gái biết trước, để mà cô gái sẽ chọn ai sẽ là người trả lời câu hỏi của cô gái này. Bạn đầu tiên, tên gì? Anh tên là Tuấn Khương. Vâng, em tên là Trương Lạc Quân. Châu Trọng Tài. Châu Trọng Tài. Bạn thứ ba Trọng Tài nha em. Bạn này làm gì bạn bóng đá đó cưng. Bạn thứ tư. Dạ em tên là Nguyễn Nhật Minh. Nhật Minh. Ồ, ánh sáng của đời tôi đó. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của em dành cho từ khóa mạnh mẽ. Em muốn chọn ai? Em muốn hỏi bạn Trọng Tài bóng đá. Wow. Tại vì em có một điều chia sẻ đó là em rất là mê xem bóng đá. Và nếu mà sau này em có nói rồi em mà lập gia đình hoặc là em có người yêu mà người yêu em thích xem bóng đá, thì anh đừng có sợ em giành cái remote TV của anh, vì em sẽ xem với anh. Nhưng mà em xem bóng đá em có hiểu không? Chứ chị cũng rất là mê bóng đá mà chị xem hiểu. Chị không hiểu gì hết. Em mê và em có đội tuyển mình đam mê luôn. Đội nào em? Đội anh đúng không? Dạ Real Madrid. Real Madrid hả? Thì nó cũng na ná như đó, toàn trai đẹp không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, toàn trai đẹp không? Hồi xưa chị mê đội tuyển Anh là tại vì có Beckham. Dạ. Chị mê từ nhỏ cho tới lớn, cho tới bây giờ. Tới bây giờ chị còn lén lén vô Instagram người ta chỉ like hình mà. Cho nên là em muốn hỏi anh Trọng Tài đó là nếu anh yêu một cô bé mà lúc nào cũng làm như là mình ổn, có chuyện gì cũng giấu, hoặc là cứ tỏ ra là mình mạnh mẽ, không chia sẻ gì với anh, thì lúc đó anh sẽ làm như thế nào? Bản thân anh không hứa sẽ làm cho em là sẽ bên em mãi mãi, nhưng mà chắc chắn anh sẽ là hứa với em một điều là anh sẽ làm cho em vui mỗi ngày. Và người mà anh mạnh mẽ đối với anh á, cũng là một người yêu đuối đúng không? Thì em ơi, mình nói cái gì cho dễ hiểu. Không, cái câu này cũng hơi sẵn với em. Em là trọng tài mà em thổi một cái trận đấu mà nguyên một đám cầu thủ không ai hiểu em thổi cái gì luôn. Em có thể hỏi một câu hỏi nào khác dễ hơn không? Dạ đúng rồi. Tại vì á em chọn người yêu á, cái mọi người hay hỏi em là tiêu chuẩn chọn người yêu đúng là rồi. Cái gì đó. Tiêu chuẩn chọn người yêu của em rất là đơn giản. Chỉ cần người đó mạnh mẽ yêu em thôi. Anh này là sáu múi nha em. Cái kiểu Hàn Quốc đúng không? Dạ như bỏ đi mà giật tay lại ôi. Em cứ yên tâm, anh sẵn sàng. Sẵn sàng. Bảo vệ em. Trời ơi, đổ ra gạo trời ơi. Đẹp trai nha. Đẹp trai nha. Đẹp trai lắm á em. Mà cái tên trọng tài là biết là có lực trong người dữ lắm. Em ơi,
Mình tới câu hỏi từ khóa thứ hai nào. Từ khóa thứ hai em chọn là gì? Dạ, chân thành. Sau cái ba mối tình đó thì chung quy lại mẹ của em và bạn bè của em hay nói em là biết tại sao mà con hay là mày thất bại trong tình yêu không? Đó là vì mày quá thật, mày quá chân thành. Mày yêu ai mày cũng chỉ biết người đó thôi, không bao giờ mà suy nghĩ đến những vấn đề khác, không bao giờ mà gọi là đứng núi này trong núi nọ. Chị hoàn toàn đồng ý với em luôn, thật sự. Rồi, bây giờ câu hỏi của em. Hỏi ai? Em hỏi số 1 à. Đó. Số 1 là nhìn thấy anh chân thành lắm. Em muốn hỏi anh là trước giờ anh có yêu ai mà anh phạm lỗi làm gì với người ta không? Và anh không chân thành với người ta chưa? Một câu hỏi mà moi hết tất cả quá khứ luôn đó. Rất thông minh. Mà ngay cả tôi cũng không dám trả lời. Thật sự thì con người ai cũng có lỗi lầm. Quan trọng là hiện tại và ngày mai và tương lai con người ta thay đổi và sống tích cực hơn. Anh nghĩ là cái quá khứ đó là một cái bài học để cho tương lai mình tốt hơn. Và tại vì em cũng là một chàng trai đã từng rất là yêu mãnh liệt. 8 mối tình rồi chị. 8 mối người ta vẫn nằm không bây giờ đó em thấy không? Anh nói 8 mối là bạn nữ sợ. 8 mối là chưa trả giá. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ khoảng 4 ạ. 4 nữa luôn anh Huy dạ, ơi. 4 chứ anh nói 8 Huy rồi. Huy ơi sao em nói quá khắc vậy? Dạ. Không, em nói mà khắc. Cái gương mặt này 4 mối tình là ít. Tại vì đẹp trai. Đẹp trai lắm. Cao em. Ráo, đẹp trai. Không thua gì cái anh hồi nãy luôn. Đúng. 6 mũi gì anh trọng tài nha. 6 mũi không? 6 mũi gì? Trời ơi hồi nãy không nói sớm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa thứ 3. Em sẽ chọn từ khóa nhạc buồn hay là gia đình? Gia đình ạ. Gia đình. Còn hai bạn. Số 2 và số 4. Em thích cái tình quân đó. Tình quân, quân. À, trước khi em hỏi anh Quân về cái từ khóa gia đình thì em có một chút chia sẻ về cái từ này. Tính tới thời điểm này á thì em không dám nói là mình làm được cái gì to lớn, nhưng mà em vẫn tự hào rằng là mình là một cô gái độc lập. Và cái sự độc lập ngày hôm nay em có là từ gia đình em. Em muốn nói với mẹ em và ba em một điều, đó là em thật sự tự hào vì được làm con của ba mẹ em. Rồi, vậy câu hỏi liên quan đến từ khóa gia đình của em là gì? Nếu gia đình quan trọng với mình như vậy á, nếu mà gia đình của anh á, ví dụ như sau này hai đứa mình quen nhau đi, gia đình của anh mà ví dụ mà lỡ mà mẹ anh hoặc là ba anh không có thích em đi, thì cái cách mà anh giải quyết lúc đó sẽ là như thế nào? Câu hỏi khó nữa. Em là một bộ phận là con trai thì đôi lúc em phải ôn hòa cho người mẹ và người dâu như thế nào, thì mình là người con trai mình có trách nhiệm để tâm sự và nói chuyện với mẹ của mình. Đó, nếu mà mẹ thương con thì mẹ chấp nhận, tại vì những người đó là người con thương. Trong trường hợp cụ thể như thế này nha, ý của bạn nữ đó hỏi là một là con ở với gia đình, hai là con ở với lại người yêu con, không dính dáng gia đình nữa. Đúng là cái này thì em cũng chưa từng trải nên em cũng rất là khó đối với em. Nhưng mà nếu mà theo em suy nghĩ một cách khách quan nhất thì em sẽ về nhà và nói chuyện với mẹ nhiều hơn, tâm sự với mẹ nhiều hơn để cả hai được ôn hòa với nhau. Rồi lỡ mẹ em vẫn không nghe, mẹ em kiên quyết không nghe em, bây giờ em có nói thêm 5 năm nữa mẹ em vẫn kiên quyết không chịu thì em sẽ nhiều chọn ai? Lắm nếu, nha. Nếu mà kiên quyết không theo thì giống như chiêu truyền thống của là sẽ đi 2-3 năm gì đó rồi trở về nhà lại. Là cái chiêu truyền thống đó Phan. Cái chiêu truyền thống đó còn thiếu nha. Là đi 2-3 năm là phải ẩm một cục về nữa. Đi 2-3 năm. Không, nhưng mà bây giờ em chỉ cần trả lời cho bạn nữ ở đây biết là khi mà em gặp cái khó khăn giữa gia đình và người yêu thì em có mạnh mẽ mà bảo vệ cái tình yêu của em hay không, chỉ biết như vậy thôi. Tất nhiên là em phải bảo vệ cái người mình thương. Thôi em không nghe nói em sẵn sàng chơi chiêu truyền thống đi 3 năm rồi về. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa cuối cùng, đó chính là từ khóa nhạc buồn. Em cũng chia sẻ luôn, đó là từ khóa nhạc buồn. Em là một người đi hát acoustic cũng như là streamer ở trên mạng á. Và em hay hát livestream cho các bạn nghe. Thì cái gu âm nhạc của em đó là nhạc buồn. Dạ, em rất là thích nhạc buồn và bolero hoặc là dân ca.
mỗi lần mà em buồn á, em nghe nhạc buồn em cảm thấy em trải lòng hơn, và em nghe thậm chí em hát nữa. Và cái tên mà người hát nhạc buồn á là do trên mạng đặt cho em luôn. Và câu hỏi của em là gì? Người hát nhạc buồn. Em là chuyên hát bolero, những nhạc buồn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em hay hát như vậy thì em cảm nhận như thế nào về giọng hát của chị? Hãy bắt đầu vào câu hỏi dành cho bạn. Đừng nói về giọng hát của chị, mất lòng nhau lắm em. Chị Trang, đối với em là chị hát hay, đúng không? Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em. Hỏi đi em. Dạ, em muốn hỏi cái anh còn lại đó là em biết là tham gia chương trình này thì bạn trai nào cũng hát hay và có khả năng hát, thì em muốn hỏi là anh có làm công việc gì liên quan đến âm nhạc, cũng như là cái thể loại anh yêu thích là cái gì? Hiện tại thì anh đang là giáo viên giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là công việc chính của anh. Môn gì mà... em? Dạy cái gì? Dạ, giáo dục thể chất, môn thể dục. Thể chất ơi. Em ơi. Đi qua bởi đâu, đâu. Từ từ. Con có 6 mũi không? Cơ bự bằng cái đầu của em. Rồi 6 mũi em ơi. Dòng 1 là thôi gấp đôi em rồi. Chắc chắn anh đến đây là anh cũng có mang trong mình một cái niềm đam mê với lại ca hát. Thì hiện tại là anh đam mê dòng nhạc trẻ nè, dòng nhạc trữ tình và cả dòng nhạc quê hương cải lương. Tiếng hát cải lương. Cải lương. Chị Trang à. Cô của chị. Ừ. Một câu xem nào. Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà, chực nữ hồi ngô ngưu lang sau một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng khộp thầm, vì ngại nhiều cành đắng cay để giờ đây sống kiếp đơn côi biết gì đâu, khi đường tương lai mình mờ tăm tối mà lội đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Ôi, em ơi hay sao chị Trang, chị đối một câu đi, chị đối một câu tiếp theo đi. Tại sao chị hát hả? Dạ. Trời thời của chị. Giải tán luôn á em, giải tán luôn á. Thôi. Hát đi, hát. Không hát được, không hát được. Ai nghe? Bài hát rồi ai nghe? Người ta cũng là đi qua mình phải cũng phải đi lại chứ chị. Vô chương trình. Ủa vậy em nói vô nhạc. Bậy. Và bây giờ là lúc chọn ra một người em cảm thấy không phù hợp nhất. Suy nghĩ cho kỹ nha, chứ bỏ ai cũng tiếc. Cái người mà em cảm thấy không ổn lắm. Bạn số 2. Bạn số 2. Trời ơi. Cái người mà đi theo truyền thống á hả? Em biết là bây giờ loại chọn ai cũng hối hận hết, nhưng mà em đang làm theo cảm giác của mình. Âu cũng là cái duyên phận rồi em à. Một lát nữa em gái hát duyên phận cho em nghe. Và bây giờ là lúc... Không, duyên phận là phải chị hát. Ủa. Như vậy là bạn số 2 phải dừng cuộc hành trình của mình với chương trình Khúc Hát Xe Duyên rồi. Nhưng bạn sẽ có món quà, đó chính là một màn tỏ tình của bạn với cô gái này và một bài hát của bạn dành tặng cô gái này. Nhưng trước khi đến với tiết mục này, bây giờ chúng tôi sẽ mời em quay lại và thấy được dung nhan muối mụn của bốn chàng trai ngày hôm nay. Xin mời em. Mãi ôm trong vòng tay này, hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày. Nếu em là số, hãy cho anh là mây. Hey sao nè, mắc cỡ rồi, đã mặt chị, rồi. Đẹp trai quá, không có nghe rõ ràng luôn. Xin mời phần tỏ tình của chàng trai thứ hai, đó chính là Quân. Xin mời. Chào em, em có thể lên đây cùng với anh một chút xíu.
Trời ơi, nó xứng đến như thế. Xứng đôi vừa lứa quá trời. Hôm nay anh đến với chương trình, anh có một món quà để dành tặng cho em. Món quà này chính tay anh đã đi mua và mang đến đây dành tặng cho em. Em cảm ơn anh ạ. Em có biết ý nghĩa của cây xương rồng này là như thế nào không? Xương rồng thì rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà đối với riêng em đó là xương rồng nó đại diện cho cái sự mạnh mẽ. Cho dù ở môi trường khắc nghiệt như thế nào thì cây chân rồng vẫn mạnh mẽ để mà vươn lên và sống. Cũng giống như anh, một khi anh đã yêu thì tình cảm của anh cũng vậy, cũng như em vậy, rất là mạnh mẽ, chân thành và cứng rắn. Và anh đặc biệt là rất là giàu tình cảm. Thật sự ra thì cũng giống như bao nhiêu người con trai khác, ai cũng muốn tìm một nửa cho mình cả để đi suốt quãng đường. Và đó cũng là lý do hôm nay anh đến với chương trình. Thì anh cũng muốn tìm một người nào đó để có thể chia sẻ, quan tâm, rồi tâm sự với mình những lúc vui buồn. Và hy vọng lần này anh sẽ nói chuyện và em sẽ hiểu anh hơn, thì sau này anh có thể quan tâm em hơn. Và mình cùng nhau đi đến với nhau đến khi tóc bạc phơ. Nay anh có một món quà âm nhạc để dành tặng cho em. Chợt tình rất ăn bóng thay nhớ về em. Chợt tình rất con tim anh như thắt lại. Chợt tình rất bao nhiêu tư, bao lo toan buồn phiền nơi đây tan biến đi. Người làm cho con tim anh đang duyên sao, người làm cho con tim anh đang khờ dài điên lên vì nhớ em. Đừng ngại ngần em ơi, nào hãy đến bên anh này. Chỉ cần hai ta luôn đôi ta bên nhau, không cần biết mai sau có được như lúc đầu, thì tình anh luôn đằng sau, một tình yêu luôn dài lâu, mình cùng bên nhau mãi mãi. Chỉ cần hai ta luôn được ở bên nhau, dẫu dòng đời cuốn xoay có đớn đau khi vẫn luôn có nhau suốt đời, mình cùng nhìn nhau xa luôn. Chỉ cần hai ta luôn được ở bên nhau, không cần biết mai sau có được như lúc đầu, thì tình anh luôn đằng sau, một tình yêu luôn dài lâu, mình cùng bên nhau mãi mãi. Chỉ cần hai ta luôn được ở bên nhau, dẫu dòng đời cuốn xoay có đắng đau khi vẫn luôn có nhau suốt đời, mình cùng nhìn nhau xa luôn. Cảm ơn vì anh đã chuẩn bị những cái này cho em. Đầu tiên là em xin lỗi. Nhưng mà mình vẫn có thể là làm bạn ở ngoài, hay là mình có thể liên lạc với nhau. Cảm ơn đôi trẻ. Hồi nãy tôi nhìn thấy ánh mắt của bạn nhìn tôi tưởng đâu bạn tỏ tình lộn người. Nhưng hóa ra là bạn hát bài của tôi. Làm tôi hết hồn hết vía. Khi thấy bạn gái với lại em cũng hồi hộp. Lúc nãy khi mà em ngồi bên này nè, rồi bạn đi vô mà bạn lấy cái tóc giả đó, bạn rung, bạn đứng mà bạn không biết là có nên lấy cái tóc giả hay không, hay là mình không lấy. Nên là rất là chân thành đó em. Rất là cảm động.
Đúng rồi. Thôi, Thúy Vân cũng thay mặt cho chương trình xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình Khúc Hát Xây Duyên. Em ơi, đừng lo nhé, bởi vì anh có một người em, một người em gái, một người bạn học cũng ế kinh niên rồi. Em anh dẫn tiếp đi anh. Rồi. Định giới thiệu là mai mà đi mất rồi. Không sao hết, em ơi, cố gắng nha. Làm cho em vui lên thôi, nhưng mà hy vọng là với sự dễ thương của em nè, đầu tư rất là chân thành với mình, tìm một người bạn đời sẽ đi đến mình đến cuối con đường là một cái điều rất là quý. Hy vọng là em sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn em đến với chương trình.